Dạ xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là thứ bảy ngày 24 tháng 2 2024. Khương Dừa qua bên đây để Khương Dừa chạy chương trình cho cái đêm diễn vào lúc 19 giờ tối đêm nay. Có sự tham gia của danh hài Bảo Trung, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, bạn Xuân Hòa, ca sĩ Phạm Thái và Khương Dừa, và bạn Huỳnh Thơ dẫn chương trình cùng với lại các thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 1 cũng như là mùa 2. Dạ, Khương Dừa mới vừa tới hội quán thôi thì chú bảo vệ có nói với Khương Dừa là có một bà cô đợi Khương Dừa từ rất là sớm. Dạ, mà đó không ai khác đó là ngoài cô Tư. Cô Tư tới từ Cần Thơ. Chào bà con bác cô. Đó, chắc chắn là để đó con đưa từ con đeo này cho cô nói chuyện nè. Chắc chắn. Cô bác đây. Dạ, con đeo, đeo nha. Hôm nay là ngày thứ bảy rồi ở Cần Thơ. Dạ. Lên đây thăm quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Chắc chắn là bà cô bác quậy ban đầu là cũng đầu tiên mà hôm nay là cũng đầu tiên. Dạ. Chắc chắn là bà cô bác nhớ cô Tư ha. Bữa cô Tư đi cô Út mà bữa nay cô Út nhà bận đám tiệc rồi cho nên là cô không lên, cho nên có mình cô Tư lên hả. Cũng gửi nãy lời hỏi thăm tất cả anh em là trong hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn, cũng là năm mới gửi ra chào sức khỏe đầy mối tình thân thương nồng nhiệt nhất. Tính ra con mở cái hội quán mấy cô cực quá à. Đi lên đi xuống, đi lên bây đi xuống hoài. Làm cái gì nó cũng phải có cực, có vinh. Dạ. Bữa nào con về Cần Thơ con mở mà cho hai cô đi coi gần được không? Được. Sao mà xa xôi quá vậy? Xa xôi quá rồi. Rồi nè đi rồi hôm nay là nghe đâu nói là biết sinh nhật của Khương Dừa nè. Rồi mang là chắc chục bưởi quá hả? Bưởi. Bưởi da xanh. Cái này nhà cô trồng hả? Con mua vậy? Này con trồng. Con cô trồng hả? Cho trồng ta được trái bự chưa con? Cái này là con trai gạo tặng sinh nhật. Con trai của cô hả? Con trai. Ủa, anh bán gạo hả? Con trai làm gạo. Dạ. Trời ơi. Có gạo. Gạo này gạo xịn nè, gạo ngon nè. Còn cái này là của cháu cháu nội, cháu rể nội. Ủa là nguyên gia đình tặng đồ quà sinh nhật cho con luôn hả? Rồi, rồi, rồi. Cái này là con trai. Dạ. Rồi. Tặng sinh nhật. Dạ, rồi để một xíu con thiên về. Cái này quà, rồi xíu về nhà khui. Dạ. Cái này là trà. Trà hả con? Dạ, trà. À, trà. Rồi dạ, cái này là bưởi. Trời ơi, bưởi bự quá trời luôn rồi. Này tặng cho con, chắc con chia sẻ lại cho mấy bạn đi ăn cùng cho vui hả con? Thì ngày sinh nhật thì phải chia sẻ là mỗi người hưởng mùi hương vị. Dạ. Cái tuổi cao. Dạ. Đẹp nhất. Dạ, dạ, dạ. Chúc con sinh nhật vui vẻ. Dạ, nói chung nhiều. Là anh em bạn bè làm sao mà càng ngày càng đông. Dạ. Mới ngoại mới khoái. Dạ. Cô mới khoái. Dạ. Chứ nói cô đi. Thì cô đi kêu ngoại lớn quá. Bà có biết không, Khương Dừa không có tổ chức sinh nhật, chỉ có tối hôm qua là mời nội ngoại hai bên đi ăn thôi. Đó. Rồi xong rồi bạn bè mới biết, hỏi sao mà sinh nhật không báo không mời trơn. Đó. Rồi, thôi cũng bà con bạn bè bà con bác cũng thông cảm nha, tại mỗi người có một thói quen tổ chức sinh nhật. Tôi quen thì nó cũng quen, còn không tổ chức thì nó cũng quen. Rồi Khương Dừa thì không mắc cỡ lắm, ngại lắm, cho nên là không có tổ chức. Đó, nhưng mà cũng rất được nhiều quý bà con chú anh chị gửi lời chúc mừng, cảm ơn rất là nhiều. Giờ gửi quà nữa, giống như cô Tư đi gửi quà. Đó. Rồi cô xách đó, ba lô đi theo hả? Cái đó tặng con luôn hả? Cái này đồ 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 mặc. Cái này là tặng con phải không? Để con khui, để con khui. Trời ơi, vậy thôi cô ở đây nghỉ ngơi cho mát hả? Ăn uống gì chưa? Sáng ăn sáng rồi chút nữa ăn cơm. Rồi bữa nay là để con bao cơm bao nước cho. Ha. Bao cơm bao nước rồi ở tới chiều coi văn nghệ rồi tối hôm nay là lên chương trình là tối cô về luôn hay là mai cô về? Tối xe rước về luôn. Tối xong rước về luôn. Xong là xe tới rước về luôn. Xong 11-12 giờ là về luôn. Dạ. Như mà giờ là con bắt đầu vô con chạy chương trình này nè. Thì, con không có ngồi nói chuyện với cô được. Vậy thì ha. Cô vô cô học luôn. Cô học luôn hả? Ừ. Dạ con vô con chạy chương trình rồi cô học luôn. Dạ. Rồi để tối nay bắt đầu. Ừ. Dạ. Tối nay lên vui một quẻ coi. Dạ.
bà con cô bác đã đặt hết vé online rồi, dạ còn lại vé ở phía sau thì bà con bác tới để cái mùa ba là để cô đăng ký hả? Cô mới chừng nào tháng 3 cô đăng ký chưa? Đăng ký nhận đăng ký lâu rồi, rồi đăng ký rồi ha, đăng ký rồi là mấy bạn sẽ thông báo thông tin rồi mình tới mình nhận rồi nhận. Dạ, dạ. Có thông rồi giờ tiền. Cô ăn uống rồi phải không? Sáng ăn rồi chú. Rồi giờ ngồi ngay đây cho mát đi rồi con ra con họp nội dung xíu rồi con chạy chương trình rồi có gì nếu mà cô buồn quá thì ra coi chạy chương trình cho vui. Ha. Vừa chương trình cho vui luôn. Hiện xíu ăn xíu con mới chạy còn giờ con ra con họp nội dung. Rồi rồi. Ha. Rồi rồi. Rồi rồi. Dạ. Nằm đi rồi, ngủ giấc ha. Dạ rồi, rồi bây giờ con vừa sẽ ra chạy chương trình nha bà con bác. Rồi, rồi hẹn gặp lại bà con bác vào lúc 19 giờ tối đêm nay nha. Cảm ơn nhiều. Quý bà con cô bác thân mến, hội quán ngôi sao Miệt Vườn đang chuẩn bị bàn ghế để phục vụ quý bà con mình vào 19 giờ tối đêm nay. Khương Dừa cũng cảm ơn sự ủng hộ của quý bà con cô bác. Đặc biệt là hôm qua Khương Dừa chia sẻ cái thông tin đó là bắt đầu từ đêm nhạc sao á. Dạ mình sẽ chia thành hai khu vực với hai cái loại vé. Cái khu vực trên á, dạ với bàn ghế rộng rãi thênh thang được phục vụ tại bàn thì giá là 120.000 đồng. Dạ nhưng mà ở khu vực này thì ghế nó không nhiều, còn khu vực phía sau đây thì là xa hơn xíu, dạ với lại không có đủ bàn ghế cho nên là giá vé là 90.000. Có nhiều quý bà cô chú anh chị thương Khương Dừa đến mức mà kêu có Khương Dừa là lên cái giá vé ở trên cao xíu nữa đi. Dạ mà thôi, dạ lên nữa bà con bác ngán tiền. Với lại có nhiều quý bà cô chú anh chị cũng nói là cũng có ít xíu có 1-2 bạn bà cô chú anh chị nói giá vé vậy thì hơi cao kêu Khương Dừa hạ xuống nữa. Dạ mà Khương Dừa có nói chia sẻ rồi, dạ hạ được là Khương Dừa hạ liền à, hạ để đông đảo quý bà con bác tới xem đó, cho nó đông vui chứ không gì á. Nhưng mà tại vì không đủ kinh phí để Khương Dừa làm đi, Khương Dừa làm chừng vài tháng nữa Khương Dừa đủ kinh phí Khương Dừa làm những cái đêm nhạc miễn phí cho quý bà cô chú chị xem. Dạ cho nên là bắt đầu từ đêm nhạc sau quý bà cô bác mình gọi mình đặt vé online á, dạ thì quý bà cô chú anh chị mình hỏi là muốn coi còn vé nào nha, dạ có thể là đặt vé là 120.000 hoặc là 90.000. Có nhiều bà con bác cũng rất là lo lắng cho Khương Dừa là sợ mùa mưa tới á, rồi không biết là phục vụ làm sao. Dạ bây giờ trời nắng thì tính theo trời nắng, còn trời mưa thì tính theo trời mưa. Trời mưa chắc Khương Dừa phải có dù có bạt che rồi dạ, mình mới ngồi coi được chứ nắng nồi qua sao coi. Che giống như hồi ghi hình ngôi sao Miệt Vườn mùa thứ hai vậy đó. Tuần này cũng trộm vía được quý bà cô chú anh chị thương yêu ủng hộ. Dạ vé online đã hết trơn rồi. Giờ chỉ còn giá trực tiếp. Này là một cái ghế sẽ có một cái ghế nhỏ kèm theo để cho quý bà cô chú anh chị đợi nước á, để nước lên. Dạ, cho nên quý bà cô chú anh chị mà muốn ngồi gần thì tranh thủ đi sớm ha. Dạ đi càng sớm càng tốt. Dạ sớm tầm ở đây là quý bà cô chú anh chị sẽ nhìn thấy rõ mặt ca nghệ sĩ rồi. Với lại Khương Dừa cũng có nói các anh chị ca nghệ sĩ á, lúc biểu diễn á, để đi xuống đây để giao lưu đến quý bà con cô bác. Dạ. Đây có bàn nè, có bàn đây nè, mình ăn uống đồ nó cũng thoải mái, ghế gần sân khấu. Mà thường thường bà con bác mà đi xem ca nhạc hoặc là xem kịch á thì chỗ nào cũng vậy nữa, người ta cũng chia thành nhiều khu vực và nhiều loại ghế lắm. Dạ càng gần sân khấu là giá vé nó càng mắc, có nơi người ta bán 1 triệu bạc luôn á. Dạ, nhưng mà mình ở đây thì sơ khai của mình là quán cà phê phục vụ văn nghệ,
Dạ. Cho nên là giá vé đó, nhiều đó được rồi, với lại ở khu vực này nhiều khi bà con bác lao động cũng khó khăn á. Đây, bên đây âm thanh thì đang chuẩn bị. Có một câu chuyện rất là vui. Dạ, chạm vào cái chú kinh doanh của Khương Dừa. Hôm qua là nguyên hội quán rồi Khương Dừa rồi bên âm thanh đồ đợi lên từ sáng sớm 8 giờ sáng để đợi một người anh cũng hay tới hội quán ở sau miệt vườn á để uống nước rồi ủng hộ mấy đêm nhạc. Dạ. Rồi tự nhiên bữa đó anh tới anh nói anh có một cái dàn âm thanh hát cũng hay lắm. Dạ. Và anh muốn cho Khương Dừa để Khương Dừa thử coi ok thì mốt để đây để hát phục vụ bà con bác. Cho nên anh hẹn xong rồi cuối cùng qua sao rồi cũng anh đợi tới 4 giờ chiều anh về rồi sao. Ngày qua thì như anh biết thì hôm qua anh em mình đợi từ sáng cho tới 4 giờ chiều thì anh về có việc của anh. Còn em ngồi đợi tới tối luôn. Tại vì lúc đầu thì anh đó anh có nói là anh kêu anh em set up âm thanh sẵn hết rồi. Anh đang trên đường miền Tây đi lên, anh vô cao tốc rồi. Từ Bến Tre lên phải không? Dạ, từ Bến Tre đi lên. Thì anh em cũng ngồi chờ đã cái điện cho ảnh hai lần, anh cũng nói là gần tới dạ. em cũng không dám điện nhiều. Dạ, anh gọi thì anh không bắt máy. Dạ, xong rồi gọi anh không bắt máy luôn. Chắc anh cho mình cho người ta anh hay đi cho người ta nên bị chắc cho lại tại rượu chứ rượu cho người ta nhiều á giờ cho rượu lại nhưng mà anh thường anh cho là có cái kết cục có hậu lắm. Dạ. Anh thấy anh vui tính nhiều khi anh giỡn nhưng mình không để ý. Dạ không sao. Dạ. Thì, tại vì dàn âm thanh đây thì gọi là dàn âm thanh của anh Tấm Sang hỗ trợ cho Khương Dừa. Dạ. Để phục vụ bà con bác nhưng mà có một vài lỗi nó đang làm cho âm thanh nó không được hay mà mình phải điều chỉnh từng điểm nhạc. Dạ. Cho nên là nghe đâu ảnh có cái âm thanh ánh sáng cũng hay lắm cho nên mình tính được kết hợp được thì mình sẽ phục vụ tốt hơn. Dạ. Còn nếu mà không có thôi không sao, cũng cảm ơn anh cũng bữa giờ cũng tới quán cũng ủng hộ rất là nhiều, cũng thương. Dạ. Khương Dừa ngồi nói chuyện. Dạ. Rồi để Khương Dừa làm vài bữa Khương Dừa trúng số, Khương Dừa mua một cái dàn âm thanh xịn luôn để phục vụ ông quán. Dạ. Dạ không có sao. Âm thanh hiện hàng qua nay ổn chưa? Em với được sẽ là ổn rồi, bữa nay là ổn rồi. Dạ. Bữa nay không cũng sẽ khắc phục những vấn đề như là rè nè, những vấn đề không nghe đổ tiếng mẹ khắc phục hết rồi. Dạ. Cũng đi chậm, phần của chú thông cảm cho, thương nha. Dạ. Bữa giờ thì bà con bác thấy tới đây cũng thấy rồi đó, đầu tư vô đây cũng nhiều rồi cho nên là đứt vốn rồi, cho nên là âm thanh ánh sáng hết chi phí để đầu tư rồi. Đấy, cái này không phải than nha mà cái này chia sẻ thiệt. Dạ. Dạ, với lại cũng để chương trình coi ổn định đã, ổn định. Dạ. Rồi ví dụ trải qua 2-3 tháng khi mà là mỗi tuần cái lượng khách mà đến xem ổn định như vậy thì mình sẽ cân nhắc để mình đầu tư âm thanh ánh sáng cho nó tốt hơn để phục vụ vào con bác. Dạ. Chứ còn giờ thì đúng là sân khấu của ngôi sao vườn cây nhà lá vườn. Dạ. Mọi thứ nó cũng được sự yêu thương và ủng hộ của anh em của bà con cô bác cho. Dạ. Nên nói chung là cũng đang tạm chấp nhận. Dạ. Dạ. Nhưng mà với một cái chương trình với một cái vé nước hữu nghị như vậy mà với nhiều anh chị em nghệ sĩ mà tên tuổi vậy về biểu diễn là cũng bà con bác cũng rất là thích. Dạ. Dạ, tại vì cũng ở dưới Bình Chánh thì nói nào ngay cũng lâu lâu cũng có những cái chương trình văn nghệ về biểu diễn phục vụ nhưng mà không có thường xuyên như vậy. Dạ. Và cũng ít khi mời được những anh chị em nghệ sĩ mà nổi tiếng. Dạ, cho nên là Khương Dừa rất là hạnh phúc. Dạ. Cái gì vậy? Của bên thơ. À, rồi đi mình đi lên đây mấy bạn đang chạy chương trình nha mọi người. Đây là bạn Nhi. Dạ. Nhi chơi ở. Dạ. Bây giờ mình làm được cũng 2 tháng hay gì? Dạ. Hơn 2 tháng ha. Dạ. Từ hồi 28 tháng 12 đến nay là hôm nay là 24 tháng 2 2024. Dạ. Cảm ơn tất cả những tình cảm của bà bác dành cho hội quán ngôi sao miệt vườn nói chung và dành cho ban nhạc nói riêng. Ở đêm nào cũng vậy, bà con bác cũng tặng hoa rất là nhiều cho anh chị em nghệ sĩ cũng như là các bạn thí sinh. Rồi các bạn thí sinh, các anh chị em nghệ sĩ tặng lại cho ban nhạc. Rồi có nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ cũng có nhiều cô chú đến xem nhạc á, rồi lại sau lưng nè gửi cho Khương Dừa quà để Khương Dừa tặng cho ban nhạc, rất là thương luôn. Cho nên là cũng giúp cho mấy bạn có được một cái thu nhập cũng tương đối, có tiền xe tiền bộ đi về, rất là mừng luôn. Rồi cảm ơn Cưng. Bạn Trung thì đang đánh bài Thương Em Lý Miệt Vườn cho bạn bạn Trót đang hát.
chót là em hả? Chị thương mấy chị hả? Chót hả? Chót là em. À. Đây là bạn Nương. À. Nương cô gái bán sầu riêng ở trong tập mấy anh quên nữa. Trời ơi, bà Thi vẫn nhớ luôn, nhiều quá anh không nhớ, như tập tập mấy? Tập 7 hả? Tiết mục cũng rất là dễ thương, đăng bãi lên được như bà bác yêu mến xem nhiều. Cái gì vậy? Thấm. Em biết miền vườn hả chú? À, cái quạt hả? Dạ quá. Hay quá. Bà con cô bác mà đến đây á, để giao lưu văn nghệ á, là cũng là vì tiếng đờn của ba anh nhạc sĩ này nè, đàn hay quá cho nên mà bác rất là thích hát. Hello con. Dạ, chào chú. Con giật chưa? Chưa hả? Ừ. Bữa nay á chú lấy cái ghế này chú cưa luôn nè, để cho con ngồi con đờn cho dễ á. Cảm giác không? Bữa ngồi ghế mũ đúng không? Để chú thấy cái ghế mũ nó không đồng bộ, ghế mũ màu vàng này chú cưa cái ghế này. Cái ghế này mua khoảng mười mấy triệu mà chú cưa luôn à. Cưa luôn hả? Bỏ mười mấy triệu. Chú cưa bỏ cái tay luôn nè. Mà hôm qua ác cái nữa là cưa mấy cái máy kia, cưa mấy cái ghế kia bị lộn. Xong rồi bỏ khoảng mấy cái ghế, một cái mười mấy triệu á. Tới rồi cưa cái ghế này là mới được nè. Bỏ mấy chục triệu. Bỏ mấy chục triệu luôn à con. Nhưng không sao đâu. Làm sao cho con ngồi được thoải mái, im thái nhất. Ừ. Cái ghế này ngồi nó đồng bộ, nó thoải mái hơn cái kia không? Chắc hơn ha. Ừ. Chiều nay đàn để phục vụ bà con bác nha. Rồi. Đây ông xã của Trót hả? Em là bạn. Ồ bạn hả? Bạn bạn đi bán chung hả? Em hồi đó em đi bán giờ làm massage luôn em. Vậy hả? Có hát được không? Dạ được anh Phương. Mua ba này có thi không? Đăng ký thi không? Có. Được rồi em đăng ký lưu bút này xanh nhưng mà không đậu. Hát lưu bút này xanh hả? Được rồi á, được rồi cách tin á. Mua hai hả? Mua hai á. Đâu thử luôn đây, thử cá thử đây nghe coi. Nhiều khi đông quá cái mình bị thiếu sót. Để anh gắn mic cái hát tên gì? Dạ em tên là Đế. Đế hả? Dạ đúng rồi. Rồi, cưng hát thử coi. Lưu bút ngoài xanh hả? Dạ. Đâu thử coi. Lòng sao xuyên mỗi khi hoa phương rơi, nhắc lại câu chuyện trường con kia, ôi mai đô tương triều, nơi kỷ niệm em đâu xưa âm của tiếng nói ngây thơ, ngày hai đứa dìu nhau đêm sân trường, cùng đôi bươm hai hoa nơi cuối đường, tiếng cười tàn tình thương. Và thuở ấy biết bao nhiêu buồn vui, gói trọn theo cuộc đời. Tình đẹp như trang giấy kết vần thơ, như một nụ hoa trắng. Nhưng bao nhiêu yêu dấu đã phai mờ, thời gian nỡ vui chốn tuổi hồng tròn. Người em gái mến thương nơi chung nào, bao giờ đi đâu. Bữa sau con đi cáp cho con chọn cái bài khác đi cho hợp hơn. Dạ. Bài này thì hay hát cao cao nó mới hay mà con bị lên cao không nổi. Dạ tại dạ chọn bài bị thấp quá, mình phải kiếm mấy cái bài mà nó thấp xíu á hát phù hợp giọng mình. Chừng nào có mùa 3 thì mùa 3 cáp. Mùa 3 cáp. Ý là đang ghi danh ý là tháng 7 thì dự. Mùa tháng 3. Dạ. Mùa 3 phải cáp tháng 3 chứ. Giờ nay đi cổ vũ cho Trót hả? Dạ đúng rồi, em đi theo. Con có gia đình chưa? Dạ em chưa. Vậy hả? Dạ. Rồi giờ làm ở đâu? Em làm ở dưới Rạch Giá, được chuyên gia. Ủa, Rạch Giá lên đi luôn hả? Dạ. Lên lần nào? Em mới lên ngày hôm qua. Rồi đó rồi, đó đi xa vậy rồi chừng nào về? Em đúng rồi, em về Bến Tre xong rồi em đi nữa. Sao về Bến Tre? Dạ. Sao về Bến Tre?
Tại Tết giờ chưa về thăm quê. Ồ, quê Bến Tre hả? Dạ. Mà làm được giá hả? Dạ đúng rồi. Ở Bến Tre mình không có chỗ làm hả? Dạ có, tại em không thích làm ở tỉnh. À, thích làm ở quê hương mình không? À, rồi cảm ơn Cưng nha. Nhớ mùa 3 hẹn gặp mùa 3 nha. Bà con bác thân mến là Cưng vừa đang cách mùa 3 ngôi sao Bình Dương á. Quý bà con bác nhớ đăng ký để cách tin nha. Dạ. Thời gian là tháng 3 rồi địa điểm là ở hội quán ngôi sao Bình Dương. Số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ quý bà con cô bác thân mến, hôm bữa giờ cũng có một vài quý bà con cô bác yêu cầu Khương Dừa hát bài Màu Tím Anh Buồn với lại bài Vợ Mình Ơi của bạn Thạnh Suy Thận. Dạ tuy nhiên thì là những đêm nhạc bữa giờ có rất nhiều ca nghệ sĩ, rồi cũng có rất nhiều các bạn thí sinh của ngôi sao Miệt Vườn hát rất là hay, cho nên là Khương Dừa không có chen vô được. Hôm nay là tranh thủ lúc ban nhạc tập vợt cũng rảnh rỗi, cho nên là Khương Dừa sẽ vợt lại bài Màu Tím Anh Buồn. Để mấy bữa nhạc sắp tới Khương Dừa sẽ hát với bạn Thạnh Suy Thận phục vụ quý bà con cô bác. Hy vọng là quý bà con cô bác mình để lại bình luận ủng hộ Khương Dừa nha. Dạ cảm ơn quý bà con bác rất nhiều. Dạ lên nhạc. Rồi vỗ tay. Đây là những bạn mà rất là yêu mến Khương Dừa và lúc nào Khương Dừa đi đâu các bạn cũng đi theo để cổ vũ á. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Cảm ơn tình cảm của các bạn đã dành cho anh. Rất là xúc động. Dạ dạ chào quý bà con cô bác. Dạ cảm ơn những tràng pháo tay của quý bà con bác đã dành cho Khương Dừa. Và sau đây Khương Dừa xin gửi đến quý bà con cô bác một nhạc phẩm đã làm nên tên tuổi của Thạnh Suy Thận, đó là bài Màu Tím Anh Buồn. Bình trên sông trôi về đâu con nước xuôi dòng. Em nói anh ơi, em chỉ yêu màu tím lục bình. Anh lội qua sông hái tặng em hoa tím lục bình. Em cười nhìn anh, em nói rằng anh khờ ghê đi. Rồi hẹn mùa sau khi trầu cao xanh thắm một màu, áo cưới cô dâu anh chỉ mai màu tím lục bình. Anh hỏi tại sao em lại yêu hoa tím lục bình. Em trả lời anh, tím chung tình tím của lòng em. Rồi ngày hôm nay em nỡ đành vui với người ta. Em đã quên câu ước hẹn ban đầu, câu chung tình màu tím quá xa. Một mình đơn côi bao đêm dài thương mối tình ta. Thương dòng sông nay vắng con đò, cho tình ta dang dở câu hò. Bên dòng sông màu tím lúc bình lục bình trên sông trôi về đâu con nước lưng lờ. Ơi lục bình ơi, sao người ta đi mãi không về. Vẫn còn bên tai em yêu màu tím chung tình. Em chung tình với ai chứ riêng anh chẳng được tình chung. Dạ cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều. Dạ đã ủng hộ Khương Dừa và ủng hộ nhạc phẩm Màu Tím Anh Buồn. Và hiện tại trên kênh Khương Dừa thì bài hát Màu Tím Anh Buồn đã được 1.8 triệu lượt xem rồi các bác. Còn phiên bản Vọng Cổ đã được 1 triệu lượt xem. Thiệt chứ bộ. Đây, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Bài mới vô của Vũ anh. Vũ anh này. Lục bình trên sông màu. Em nói anh ơi, em chỉ yêu màu tím lục bình. Anh hỏi tại sao em lại yêu hoa tím lục bình. Em trả lời anh,
tim, chung tận tim của lòng em. Rồi ngày hôm nay em nỡ đành vui với người ta, em đã quên thuốc hẹn ban đầu, câu chung tình màu tím quá xưa. Một mình đơn côi bao đêm dài thương mối tình ta, thương dòng sông nay vắng con đò, cho tình ta dang dở câu hò bên dòng sông màu tím lúc bình. Lục bình trên sông trôi về đầu con nước lưng lờ. Ơi lục bình ơi, sao người ta đi mãi không về, vẫn còn bên tai em yêu màu tím chung tình. Em chung tình với ai chứ riêng anh chẳng được tình chung. Vẫn còn bên tai em yêu màu tím chung tình. Em chung tình với ai chứ riêng anh chẳng được tình chung. Tính ra lâu rồi Khương vừa chưa hát lại bài màu tím anh buồn. Xíu nữa là quên rồi, quên khúc rồi. Về phải tập luyện lại để hát, để cho nó hay, để phục vụ quý bà con cô bác. Dạ cảm ơn quý bà con bác rất nhiều. Dạ quý bà con cô bác thân mến, Khương vừa hát xong bài màu tím anh buồn thì được rất nhiều bình luận quý bà con bác yêu mến, yêu thích. Rồi nhiều bà con cô bác yêu cầu Khương vừa hát bài vợ mình ơi nữa. Mà Khương vừa hát bài vợ mình ơi của mình thì nó cũng hơi buồn, cho nên là Khương vừa mới kêu Thạnh nè từ ở Hương Long chạy lên để hai chú cháu hát bài vợ mình ơi. Rồi con chào quý bà con cô bác ấy. À, em chào quý bà con cô bác. Rồi giờ hai chú cháu mình xong ca ha, vợ mình ơi ha. Dạ. Rồi chơi nhạc, hy vọng là quý bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ hai chú cháu để mốt hai chú cháu đi biểu diễn khắp nơi luôn. Còn một bài nữa mà Khương vừa chưa có quay MV được, bữa nào Khương vừa có thời gian Khương vừa sẽ quay để giới thiệu đến quý bà con bác ha, bài Úc Đời Đừng Đi. Bên mái nhà tranh có hai vợ chồng, sớm nắng chiều mưa cày cấy trên ruộng đồng. Nhưng đâu có ngờ lòng nàng vẫn ước mong, em muốn sang vào nơi phố thì người đông. Em bỏ ra đi mà không nói một lời, anh lỗi lầm chi mà em nỡ xa rời. Hay tội anh nghèo không giữ được tình em. Em đã xa rời hai tiếng vợ mình ơi. Vợ mình ơi, vợ mình ơi, làm sao anh quên, làm sao anh quên tình thắm mặn nồng. Tình nghĩa vợ chồng ngày nào ta ước mong. Vợ mình ơi, tan nát cõi lòng anh ôm sầu thương nhớ. Em ở nơi nào có thấu được tình anh. Thank you.
Làm sao anh quên, làm sao anh quên tình thâm mặn nồng, tình nghĩa vợ chồng ngày nào ta ước mong. Giờ mình tan nát coi lòng anh ôm sầu thương nhớ. Em ở nơi nào có thấu được tình anh. Cho đến một hôm bỗng dưng em trở về, nước mắt nàng rơi nhìn anh em não nề. Tội em dòng phụ cay nghĩa tình phu thê. Anh ơi xin đừng thương tiếc làm chi em. Em bỏ lại đây một nhánh hoa lục bình, gieo xuống dòng sông nàng viết đi đời mình. Gọi gian đất trời hai tiếng giờ mình ơi, gọi trong vô vọng hai tiếng vợ mình ơi, gọi gian đất trời hai tiếng vợ mình ơi, gọi trong vô vọng hai tiếng vợ mình ơi. Bà thấy được không? Được thì mà mai mốt hai chú cháu Khương Dừa sẽ lên sân khấu của Ngôi Sao Miệt Vườn để hát hai bài Màu Tím Anh Buồn và bài Vợ Mình Ơi để phục vụ quý bà con cô bác ha. Rồi còn mai mốt Khương Dừa có thời gian, Khương Dừa sẽ quay bài Út Ơi Đừng Đi nữa hả? Cốt Đừng Đi. Dạ, cảm ơn quý bà con bác rất nhiều nha. Hẹn gặp lại quý bà con bác vào 19 giờ tối đêm nay. Dạ, xin cảm ơn, chào tạm biệt.